Theo đề án đầu tư tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách theo quyết định số 5246 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2023, nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 135 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2023, đã chuyển 80 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay, số lao động có nhu cầu vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm tăng cao đột biến. Khảo sát mới đây cho thấy, hiện toàn tỉnh có trên 10.000 lao động có nhu cầu vay nguồn tín dụng này, với tổng nhu cầu vay lên đến trên 635 tỷ đồng. Trước tình hình trên, đơn vị này đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét cân đối ngân sách tỉnh, bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2023 thêm 85 tỷ đồng, trong đó bổ sung 55 tỷ đồng thực hiện đề án nêu trên. Còn lại 30 tỷ đồng sẽ dùng để tăng cường nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của lao động bị mất việc trong quý 1 năm 2023. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai cũng kiến nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tăng cường thêm cho Đồng Nai chỉ tiêu nguồn vốn vay, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023. Tính riêng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, trong quý 1 năm 2023, Đồng Nai đã giải ngân cho trên 4.300 khách hàng vay, tổng số tiền trên 242 tỷ đồng.